Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh chaitv.vn. Chúng ta đang học về lập trình Java. Đây là bài số 26. Trong bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng những cái câu lệnh mà chúng ta rất là hay thường gặp, đó là câu lệnh break, continue và return trong lập trình Java. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn các bạn nhé. Đây, ba cái câu lệnh mà chúng ta thường xuyên sử dụng, mình nhắc lại đó là break, continue và return. Những câu lệnh này nó thường được sử dụng cho vòng lặp for hoặc là một số cái câu lệnh khác nữa. Thì riêng với continue và break thì các bạn có thể sử dụng với label và các bạn có thể sử dụng không có label. Thì label là gì thì mình sẽ giải thích luôn. Label là một cái tên mà các bạn đặt cho một cái khu vực code. Ví dụ các bạn có thể đặt tên cho một cái vòng lặp for nó có cái tên label nó là gì đó. Và khi mà các bạn đánh xong cái tên thì các bạn phải có dấu hai chấm như thế này. Thì khi các bạn sử dụng câu lệnh break hoặc continue thì chúng ta có thể sử dụng cái label kèm theo. Tí nữa thì mình sẽ code và các bạn sẽ nhìn thấy cái nội dung cụ thể nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái câu lệnh một: break, continue và return. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với câu lệnh break trước. Thì câu lệnh break á, các bạn có thể sử dụng cho những câu lệnh như là switch nè. Switch thì chúng ta đã học rồi trong cái bài hôm trước đúng không? Và chúng ta cũng đã từng sử dụng câu lệnh break để chúng ta ngưng ngang một cái đoạn code rồi ha. Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng cho dọc vòng lặp for, while và do while. Thì break nó có hai dạng là dạng không có label và dạng có label. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm trước cái đoạn là cái dạng là không có label các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ copy cái đoạn code này và mình bỏ vào trong Eclipse để mình chạy thử. Ok, các bạn chờ mình một chút nha, mình sửa lại cái này rồi. Mình sẽ copy cái đoạn code này và mình sửa lại một chút nha các bạn. Đây là vòng lặp bên trong đi ha. Vòng lặp bên trong rồi vòng lặp bên ngoài đấy, mình sửa lại một tí xíu thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đoạn code của mình như sau và mình sẽ giải thích cho các bạn luôn nha. Đây, ở đây mình có hai cái biến các bạn, một cái biến tên là out, một cái biến tên là in. Thế thì bây giờ mình sử dụng hai cái biến này cho hai cái vòng lặp, một cái vòng lặp bên ngoài nè, for out đi từ 0 cho tới bé hơn 10, out cộng cộng. Bên trong thì mình có một cái vòng lặp con nằm bên trong nhỏ hơn, đó là for in đi từ 0, in nhỏ hơn 20 và in cộng cộng. Thì ở trong đây mình để một câu lệnh là nếu in lớn hơn 10 thì break. Sau khi mà kết thúc cái vòng lặp bên trong á, thì mình sẽ xuất ra một câu là vòng lặp bên trong nhưng mà có cái giá trị out và giá trị in thì nó sẽ như thế nào. Mình sửa cái này một chút nữa các bạn, không phải là vòng lặp bên trong mà gọi là bên trong vòng lặp lớn nha, bên trong vòng lặp lớn. Rồi, cái này là bên ngoài cái vòng lặp lớn nha. Bên ngoài vòng lặp out đi, bên trong vòng lặp out. Đó. Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình có một câu lệnh như thế này. Câu lệnh này nó được nằm ở bên trong cái vòng lặp của for out này. Nhưng mà câu lệnh này thì nó nằm ở bên ngoài cái vòng lặp for out này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, out thì chắc chắn nó không có câu lệnh break nào liên quan tới nó cả. Vì ở đây break này nó là break cái dạng là không có label, thì nó chỉ có tác động được tới cái vòng lặp gần nhất của nó thôi, tới câu lệnh, tới cái vòng lặp hoặc là cái câu lệnh switch gần nhất của nó thôi. Thì ở đây khi mà nó thỏa cái điều kiện là in lớn hơn 10, nó chỉ break nhưng mà break được cái vòng lặp bên trong này thôi, còn toàn bộ cái vòng lặp, những cái câu lệnh liên quan tới vòng lặp bên ngoài này nó vẫn được thực hiện bình thường. Do đó out á, nó sẽ đi từ 0 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và chắc chắn ở đây á, mình sẽ có 9 cái dòng rồi. Mình sẽ có 9 cái dòng đi từ 0 tới 9 này rồi. Rồi sau khi mà nó đi đầy đủ từ 0 tới 9 rồi, xin là 10 dòng chứ, từ 0 tới 9 là 10 chứ. Mình sẽ phải có 10 cái dòng như thế này. Và bên ngoài này mình sẽ có một cái vòng lặp bên ngoài nữa, đó là 11 cái 11 vòng 11 cái dòng ở trên cái cửa sổ console. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem nhé. Đây, run Java application. Các bạn sẽ nhìn thấy nè. Đây, bên trong vòng lặp out thì các bạn sẽ có out bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là bên trong nha. Đấy, bên trong nó có 10 thằng như thế, đi từ 0 tới 9. Và sau khi kết thúc cái vòng lặp bên bên ngoài này thì nó mới thực hiện cái câu lệnh bên ngoài vòng lặp out như thế này. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi, đây là tình huống đầu tiên, đó là tình huống chúng ta không sử dụng label. Nhưng bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái tình huống khác, đó là tình huống có sử dụng label, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ khác đi nè. Thôi thì mình sẽ copy cái thằng này và mình sẽ đóng đóng lại nha các bạn. Để tí nữa các bạn có thể
sao chép lại và các bạn mở ra để các bạn test thử. Thì bây giờ cái tình huống mà chúng ta sử dụng label thì chúng ta phải đặt đặt cái label đó ở đâu đó. Ví dụ mình đặt một cái label ở đây đi, là outer đi ha, là bên ngoài đó, được chưa? Đây đây mình chỉ cần đánh một cái từ khóa nào đó, sau đó các bạn có cái dấu hai chấm thì có nghĩa là mình đặt tên cho cái vòng lặp bên ngoài này nè, vòng lặp out này nè. Đó, nó có tên là outer. Và ở đây cái gì các bạn break á, nếu các bạn chèn thêm cái chữ là outer, nghĩa là nó sẽ kết thúc khi cái điều kiện này xảy ra thì nó sẽ kết thúc luôn cái vòng lặp bên ngoài này, chứ nó không phải kết thúc cái vòng lặp gần nhất nữa. Các bạn có thể có 100 cái vòng lặp gần nhau và các bạn có thể đặt tên thông qua việc là gắn những cái label cho những cái vòng lặp đó, thì lúc đó các bạn sẽ thấy rằng đó là chúng ta break với cái tên nào thì cái vòng lặp đó sẽ được kết thúc, sẽ được ngưng lại. À, các bạn ok, bây giờ các bạn sẽ nhìn thử nè. Đây, thằng này nó đi từ 0 cho tới 9, thằng này đi từ 0 cho tới 19. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi mà in nó bằng 10 á, ngay lần đầu tiên thôi, ngay khi mà out bằng 0 và in nó là 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10, thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là 11 chứ. Thì lúc lúc này các bạn sẽ thấy rằng nó là sẽ ra tình trạng gì? Nó sẽ break break cái outer, là break cái bên ngoài này, xảy ra cái đoạn code ở này nè, nó không hề được thực hiện luôn. Tại vì khi mà nó break một cái là nó chỉ lên đây luôn, là nó cưng luôn cái dòng này, thì cái đoạn bên dưới này sẽ không được thực hiện và nó sẽ nhảy ra câu lệnh bên ngoài này nè, đó hiển thị kết quả ra. Như vậy chúng ta chỉ có một dòng kết quả thôi, đó là cái dòng bên ngoài này, dòng bên ngoài này. À, ok, chúng ta sẽ nhìn kết quả thử nhé. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, run Java application. Đây các bạn thấy không, ngay lần đầu tiên luôn, ngay lần đầu tiên là out bằng 0 thì in nó chạy đi từ 0 cho tới 19, nhưng mà ngay khi in nó bằng xin lỗi, in nó bằng, đúng rồi, in chạy từ 0 tới 19, nhưng khi in nó bằng 11 thì câu lệnh này nó break. Và break ở đâu? Break luôn cái vòng lặp bên ngoài này đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã hiểu được hai cái vấn đề, là sử dụng câu lệnh break nhưng mà nó sẽ ngưng ở cái vòng lặp gần nhất, vòng lặp chứa nó, hoặc là nó sẽ break ra tại một cái vị trí nào đó mà các bạn đặt cho nó một cái label. Label thì chúng ta sẽ có một từ khóa và chúng ta có dấu hai chấm nhé. Đó, đó là cái câu lệnh đầu tiên là câu lệnh break nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới câu lệnh thứ hai, đó là câu lệnh continue. Câu lệnh continue thì chúng ta được sử dụng cho vấn đề gì? Đó là chúng ta nhảy qua, chúng ta skip, chúng ta bỏ qua cái vòng lặp, vòng lặp chúng ta không ngưng cái vòng lặp, nhưng chúng ta bỏ qua những cái câu lệnh phía bên dưới, bỏ qua những câu lệnh phía bên dưới. À, còn lại ở trong cái vòng lặp đó thì câu lệnh continue nó cũng sẽ có hai cái dạng luôn, dạng là dạng có label và dạng thứ hai là dạng không có label nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem, mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây, mình sẽ có một cái đoạn code như thế này và mình sẽ copy nó vào trong cái chương trình ví dụ của chúng ta lúc nãy nhé. Mình cũng sẽ đóng cái này lại để tí nữa các bạn, khi mà các bạn download code về đó, các bạn thích thì các bạn có thể mở ra là các bạn tự chạy nha các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ giải thích một chút về cái đoạn code này cho các bạn. Đây, ở ngoài này thì mình có một cái string buffer. Cái phần string buffer này thì chúng ta chưa có học. Thì bây giờ cái ví dụ này chúng ta sẽ không thể sử dụng được ha. String buffer này chưa có học nên chúng ta sẽ bỏ qua. Thôi được rồi, mình sẽ viết một cái vòng lặp khác đây nha. Mình cho là max bằng 100 đi. Đây mình sẽ cho max bằng 100. Thì ở đây mình sẽ if y bé hơn 50 thì chúng ta sẽ continue. Ngược lại thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ shoot out ra y. Đó, bây giờ mình sẽ làm một cái vòng lặp khác, nó nhỏ hơn, nó đơn giản hơn để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. Đây như thế này đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, đây là một vòng lặp for, for đi từ 0 cho tới khoảng 100 nhé, tới 99, tới 99. Thì các bạn sẽ thấy nè, nếu y bé 50 thì continue. Continue nghĩa là gì? Là nó sẽ bỏ qua những cái đoạn code bên dưới của cái câu lệnh continue này mà nó sẽ quay về đây để nó chạy tiếp, nó chạy tiếp, nó không ngưng vòng lặp lại nhưng nó tiếp tục nó chạy. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn thấy nè, y bé hơn 50 thì chắc chắn là nó sẽ không xuất cái gì ra cả, vì cái câu lệnh bên dưới này nó bị bỏ qua, nó bị câu lệnh continue bỏ qua. Và cho đến lúc mà y nó bằng 50 đổ đi thì cái câu lệnh system out.println này mới được thực thi. Đó, bây giờ mình sẽ nhìn thấy kết quả nè các bạn nha. Các bạn sẽ không nhìn thấy cái đoạn là từ 0 cho tới 49 đâu, mà các bạn sẽ nhìn thấy rằng kết quả là từ đây mình kéo lên nhé. Đây 50, 51 nè cho tới 99. Thì các bạn thấy không ạ?
vì cái câu lệnh continue này, câu lệnh continue này đang không có label, đang không có label, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái kết quả của chúng ta system_out.println nó là y nó bé hơn bằng 50, thì ở đây là nó kết thúc luôn, nó kết thúc luôn đó, các bạn thấy chưa? Đó rồi, ok, đó là tình huống đầu tiên về liên quan tới cái câu lệnh continue đó. Câu lệnh continue sẽ bỏ qua những cái gì phía bên dưới nó và nó tiếp tục nó thực hiện cái vòng lặp. Bây giờ mình sẽ copy cái vòng lặp này xuống, nhưng mà mình sẽ chuyển sang một cái ví dụ khác, đó là mình sẽ có cái label, mình sẽ có label đây, mình sẽ có label nhé. Rồi ở đây mình sẽ có continue, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy nè, đây nhé, mình sẽ có câu lệnh là một cái label là loop đi, loop đi, các bạn sẽ thấy không? À, ở đây mình sẽ có một cái là switch out kết thúc, kết thúc chương trình nhé. Đây các bạn thấy không? Thế thì ở đây nè, nếu y bé hơn bằng 50 thì mình sẽ break, nhưng mà xin lỗi, mình sẽ continue, nhưng mà mình sẽ continue cái câu lệnh là câu lệnh lớp này, lớp này đó, tức là mình bỏ qua cái dòng lặp for bên ngoài này, thì các bạn sẽ nhìn thấy kết quả nó sẽ như thế nào nhé. Chúng ta sẽ nhìn thử đây, các bạn sẽ nhìn thấy là à, cái thằng này nó vẫn chạy là từ 50 cho tới 99, vì trong tình huống này cái continue này với continue bên trên á, chúng ta có một vòng lặp thôi, nên là nó sẽ giống nhau y hệt thôi. Nhưng bây giờ mình sẽ cố tình mình làm thêm một cái vòng lặp nữa, nó nằm bên ngoài để cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. For int out bằng 0, out bé hơn 10, out cộng cộng. Rồi đây các bạn sẽ nhìn thấy ha. À, bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ cho nó dễ hơn đi. Đó là hôm trước chúng ta có một cái bài tập, đó là liên quan tới cái bảng của chương đúng không các bạn? Chúng ta sẽ lấy cái bảng của chương ra nhé, để chúng ta cho các bạn xem coi nó dễ hơn, cho nó dễ hơn nè. Đây bảng của chương, ok. Mình sẽ copy lại cái đoạn code hôm trước chúng ta làm về cái bảng của chương qua cái bài ví dụ của ngày hôm nay, để cho chúng ta thấy được cái việc là chạy chạy cái vòng lặp nó như thế nào nhé. Xin lỗi, chúng ta phải có hàm main đây. Cái này thì mình nghĩ nó sẽ dễ hiểu hơn cho các bạn một chút. Hôm trước chúng ta đã làm cái bài in ra một cái bảng của chương như thế này, bây giờ mình sẽ chạy trước nhé, in cái bảng của chương ra cho các bạn xem. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nè, mình đang có cái bảng của chương nè, bảng của chương 2, 2 nhân 1 là 2 cho tới 2 nhân 10 20, rồi bảng của chương 3 nè, bảng của chương 4, bảng của chương 5. Thế thì bảng của chương chúng ta được kết thành từ hai cái vòng lặp for, từ kết thành từ hai cái vòng lặp for. Ở đây thì mình sẽ cố tình mình sẽ dùng câu lệnh continue để mình bỏ qua một số cái tình huống nha các bạn. Đây thì mình sẽ if như thế này, mình sẽ if if y bé hơn hoặc bằng 5 thì mình sẽ continue, continue, nhưng mà mình sẽ là outer đi nhé, mình sẽ continue outer, và mình đặt outer là cái biến bên ngoài này, là cái label bên ngoài này, để nó chứa các vòng lặp phía bên ngoài. Lúc này các bạn sẽ có câu lệnh continue nhưng nó có thêm cái label nữa nhé, câu lệnh continue nhưng có thêm cái label ở đây. Thì các bạn sẽ thấy nè, khi mà y bé hơn 5 á thì nó sẽ bỏ qua, nó sẽ bỏ qua rất là nhiều lần, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đoạn code của chúng ta nó sẽ ra kết quả như thế nào. Chúng ta sẽ chạy thử nhé. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nó không chạy những cái đoạn bảng của chương 2, 3, 4, bảng của chương 2, bảng của chương 3, bảng của chương 4 đúng không ạ? Đó. Ở đây là y rồi, bây giờ mình sẽ thử z nhé, z nhé, nếu z bé hơn 5 thì nó continue outer là nó sẽ chạy ra bên ngoài, thì các bạn sẽ nhìn thấy kết quả nó sẽ thay đổi nè. À không có kết quả nào chạy ra luôn, không có cái bảng của chương nào được chạy ra màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ thử là z lớn hơn 5, z lớn hơn 5 là nó sẽ chạy ra không còn là bảng của chương nữa mà thành bảng năm chương đúng không? Vì các bạn sẽ nhìn thấy nè, 2 nhân 1 là 2, 2 nhân 2 tới 2 nhân 5 ngưng, sau là 3 nhân 1 tới 3 nhân 5 là ngưng đó, 4 nhân 1 tới 4 nhân 5 là ngưng. Như vậy thì khi các bạn continue á thì nó sẽ bỏ qua cái câu lệnh bên dưới này, nó sẽ bỏ qua câu lệnh bên dưới này và nó sẽ nhảy nhảy ra cái vòng lặp for này, và nó tiếp tục thực hiện cái vòng lặp for bên ngoài.
Như vậy khi chúng ta sử dụng câu lệnh continue các bạn nhé, là nó sẽ bỏ qua những cái đoạn code phía bên dưới, hoặc là nó bỏ qua một cái vòng lặp nào đó luôn, bỏ qua một cái đợt lặp luôn nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái câu lệnh nữa ở trong cái chuỗi bài hôm nay, đó là câu lệnh return. Thì câu lệnh return nó sẽ có hai dạng, đó là return về một cái giá trị, và thứ hai là return mà không trả về cái giá trị nào hết. Thế thì câu lệnh mà return mà trả về giá trị á, thì nó sẽ liên quan tới những cái phương thức, những cái hàm mà chúng ta sẽ học trong cái thời gian sau. Bây giờ thì mình sẽ làm thử cái câu lệnh return mà nó không trả về giá trị gì hết, không không trả về giá trị gì hết. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nè, ví dụ mình có cái hàm main, thì hàm main đó trả về kiểu dữ liệu là void, void là không trả về giá trị gì hết các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đóng cái này lại nha, mình sẽ đóng cái này lại và mình sẽ chạy thử một cái đoạn code mà mình có chuẩn bị sẵn ở đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, đâu rồi, mình sẽ chọn thôi, mình cứ copy lại cái đoạn code của bạn của Trương đi ha. Rồi như thế này, nhưng ở đây thay vì là mình chọn là continue thì mình sẽ gõ câu lệnh là return. Ở đây thì mình sẽ bỏ qua luôn cái vòng lặp out. Thế thì khi return đó các bạn phải để ý rất kỹ nha. Return nó sẽ kết thúc luôn cái hàm này. Nó sẽ ngưng luôn một cái phương thức. Nó sẽ ngưng luôn một cái phương thức nha. Và return trong tình huống này chúng ta đang sử dụng, đó là chúng ta ngưng ngang cái vòng lặp for này, ngưng luôn cái vòng lặp for này và ngưng luôn chương trình, ngưng luôn những cái hàm main. Cho dù bên ngoài này các bạn có câu lệnh là shoot out ABC gì đó bên ngoài này, thì nếu như nó đã gặp câu lệnh return là nó ngưng luôn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy kết quả của chương trình của chúng ta nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó chỉ có là 2 nhân 1, 2 nhân 2 cho tới 2 nhân 5 thôi. Nó không có những cái đoạn phía sau, không có 3 nhân rồi 4 nhân rồi 5 nhân hay là tới 9 9 nhân 1, không có tình huống đó. Vì ở đây khi mà nó gặp tình huống là z và lớn 5 thì nó sẽ chạy câu lệnh return, mà return là ngưng luôn chương trình, ngưng luôn cái dòng main, ngưng luôn cái phương thức mà nó đang ở. Nó đang tồn tại phương thức nào thì nó sẽ ngưng luôn cái phương thức đó các bạn nhé. Rồi ok. Như vậy trong cái bài hôm nay chúng ta đã làm quen được với một số cái câu lệnh break, câu lệnh continue và câu lệnh return. Nếu như các bạn chỉ nghe mà các bạn không code lại, các bạn không lập trình lại thì các bạn sẽ quên ngay và các bạn sẽ không thể hiểu được sâu sắc về những cái phần mà chúng ta đã học. Các bạn cố gắng xem trong phần mô tả của video, mình có để cái đoạn code, các bạn hãy click chuột vào cái đường link để tải code về và thực hành gõ lại những câu lệnh này để chúng ta nhớ hơn và chúng ta hiểu rõ hơn về lập trình Java nhé. Trong những bài tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái phần kiến thức mới. Rất là mong các bạn sẽ đăng ký kênh và thường xuyên theo dõi những cái video clip của mình. Nếu như có câu hỏi, có thắc mắc, các bạn hãy comment phía bên dưới, mình sẽ dành thời gian trao đổi với các bạn. Và cuối video thì mình để sẵn một số cái video trên màn hình. Các bạn có thể click chuột vào bên trái hoặc bên phải để chúng ta tiếp tục xem những cái video đó nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nha. Xin chào.